Nam hiền lành là thế, nhân hậu là thế, giờ trở thành một dân tộc thuộc địa sống đời nô lệ kiếp lòng than. Trong tình cảnh ấy, người dân Việt khắp nơi, bất kể già trẻ gái trai, đã đứng lên đấu tranh chống lại ách áp bức bất lực của thực dân. Trong số đó có cả những anh hùng trẻ tuổi, những đoàn viên thanh niên ưu tú. Lý Tự Trọng là một minh chứng. Ngày 9 tháng 2 năm 1931, báo chí Sài Gòn đồng loạt đưa tin về vụ thảm sát thanh tra mật thám người dân. Tên mật thám chết tại chỗ, như người cầm súng cũng bị bắt, đó chính là Lý Tự Trọng. Sự kiện chàng thanh niên 17 tuổi bắt chết tên thanh tra mật thám làm rúng động chính quyền Đông Dương. Cho dù bị tra tấn dã man, nhưng Lý Tự Trọng một mực không khai. Ngày 20 tháng 11 năm 1931, khi bị giặc Pháp xử với mức án tử hình trước pháp đường, Lý Tự Trọng đã dõng dạc đối đáp với kẻ thù bằng câu nói nổi tiếng: con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, chứ không thể có con đường nào khác. Một buổi chiều vừa 5 lần tốt máy bay lao tới Nepal,
bao đợt những con gái của ông Vùi vẫn rủ đất đứng lên. Ôi các em của Hoàng Khăn Đỏ, bên kia mộ xếp hàng nghiêm trang quá, thương các chị lắm phải không thì hãy quay về. Các chị nằm còn các bóng cây tre, ba lần chuyển chỗ nằm lại trở về Đồng Lộc. Thương chúng tôi, các bạn ơi, đừng khóc.
có cái chết hóa thành bất tử, có những lời hơn mọi bài ca, có con người như chân lý sinh ra. Chỉ sáu xuân, Lê Thị Bạch Cát đã anh dũng hy sinh khi mới 28 tuổi, lứa tuổi tràn đầy vừa sống và khát vọng. Máu của chị và máu của các chiến sĩ cách mạng bên đường thắm màu cờ tổ quốc. Người đời sau sẽ mãi với đức chị, một nhà giáo, một thanh niên với lòng yêu nước và lòng có thù giận sâu sắc, một người con ưu tú của xứ Nghệ, một bí thư quận đoàn quả cảm, một chỉ đội trưởng anh hùng. Xin nghe mình trước vinh danh của chị. Cảm ơn chị đã cho cuộc đời tấm gương trong sáng và đẹp đẽ, cho các thế hệ tuổi trẻ sau này soi mình vào trong ấy mà sống cho tốt hơn. Nhớ đến chị là nhớ đến một huyền thoại. Huyền thoại ấy mang tên Lê Thị Bạch Cát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tình bước bên nhau, cùng đi tới tương lai từ ánh sáng khoa học bằng niềm tin đã rực cháy. Nhìn ánh mắt anh nhìn ta ở đây lên đường, mọi niềm vui xa xôi yêu thương có không chi đã qua lắm rồi, bước vào nhà. Những chú vịt mùa hè xanh hoa phù đỏ, những chú cứu cờ xây nhà giúp đồng bào đảo ngũ, những các em học sinh vùng sâu vùng xa, trẻ em miền núi hải đảo, trẻ em nghèo khắp nơi, trâu trong tâm trí người dân khắp nơi, để những chiếc áo xanh đẹp đến một đại mùa này. Trong tình bước bên nhau, cùng đi tới tương lai, từ ánh sáng khoa học, bằng niềm tin đang rực cháy. Cùng xây đắp cuộc đời từ ánh sáng con tim một kẻ say hãy gọi trong lòng. Còn có những cảnh đời bất hạnh, những thanh niên với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lúc ấy cánh tay của đoàn đã chìa ra và nâng đỡ cho những cuộc đời bất hạnh, lầm lỡ. Khó khăn ấy giúp họ vươn lên làm lại cuộc đời. Đoàn đã đến với họ như những người bạn. Lá sẽ say lưu, không bao giờ héo khô. Hôm nay dù anh đi đâu.